Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay trong chuyên mục Quà tặng cuộc sống, tôi gửi đến quý vị bài viết của bác sĩ Nguyễn Văn Đức. Theo bác sĩ, con người khi về già, các bộ phận trong cơ thể đều lão hóa, yếu dần đi. Một số điều sau đây luôn ẩn chứa những hiểm họa bất ngờ mà người cao tuổi cần phải lưu tâm đề phòng. 1. Không nên tập luyện vào lúc sáng sớm. Người ta vẫn có quan niệm cho rằng tập luyện thể dục vào buổi sáng là tốt vì không khí trong lành. Điều đó không đúng vì từ 4 giờ đến 6 giờ sáng, theo quy luật của đồng hồ sinh học của người già, thân nhiệt đang cao, huyết áp tăng, thận thượng tuyến tố cũng cao gấp 4 lần buổi tối. Nếu vận động mạnh, chạy hoặc đi bộ nhiều, gặp gió lạnh, tim dễ ngừng đập. Đã có không ít cụ đi bộ buổi sáng sớm, về ra mồ hôi, tắm xong, huyết áp tăng đột ngột, đứt mạch máu não, đột quỵ luôn. Tốt nhất là nên tập vào chiều tối, tuy không khí không được thanh sạch như sáng sớm, nhưng an toàn hơn nhiều. 2. Đang ngủ không nên trở dậy vội vàng, sẽ bị choáng váng, chóng mặt, dễ bị té. 3. Không nên ngoáy đầu một cách đột ngột. Người già, mạch máu thường sơ cứng, thành mạch dày, hẹp và đàn hồi kém. Nếu đột ngột quay ngoắt đầu về phía sau, mạch máu ở cổ bị chèn ép, động mạch vốn đã bị hẹp, bị chèn ép lại càng hẹp hơn, cộng thêm thần kinh giao cảm bị kích thích mạnh, làm mạch máu co lại, máu lưu thông chậm, sẽ làm não thiếu máu cục bộ, thiếu oxy nên bị choáng, hoa mắt, chóng mặt. Có người đã bị ngã, vậy đang đứng hoặc đang đi, có ai gọi từ phía sau, ta chớ quay ngoắt đầu lại ngay, mà nên quay chậm chậm. Tốt nhất là xoay cả người lại phía sau, tránh chỉ quay đầu. 4. Không nên đứng co một chân để mặc quần. Sườn của người già thường bị xốp do thiếu canxi. Nếu không bị xốp thì xương cũng bị giòn. Khi mặc quần mà đứng co một chân để xỏ từng chân vào ống quần sẽ dễ bị ngã do mất thăng bằng hoặc do vướng vào quần. Người cao tuổi đã ngã thì dễ gãy xương, dập xương. Khi mặc quần, tốt nhất là nên ngồi trên ghế hoặc trên giường. Trong nhà tắm, nếu không có chỗ ngồi thì phải dựa mông vào một bên tường để giữ thăng bằng cho khỏi ngã. Nhiều người bị ngã gãy xương ống chân, dập xương chậu vì đứng co chân mặc quần. 5. Không nên quá ngửa cổ về phía sau. Bác sĩ kể, có một lần, một ông già đã về hưu ở cạnh nhà bác sĩ, sức khỏe tốt. Khi ăn tối xong, ngồi nghỉ trên ghế tựa, có lẽ do mỏi cổ, nên cụ đã ngửa cổ về phía sau hơi quá, nên bị xỉu luôn. Nước mũi nước dãi chảy ròng ròng mà không nói được nữa, phải đưa ngay vào bệnh viện. Trường hợp này là do gần mạch máu ở nơi cổ có nhiều đốt xương. Bình thường giữa các đốt có chất nhờn bôi trơn, nhưng về già các chất bôi trơn kém đi, các đốt xương trở nên sắc cạnh. Khi ngửa cổ ra phía sau quá giới hạn cho phép, phần xương sắc cạnh đó làm tổn thương đến mạch máu, hạn chế lượng máu đưa lên não, gây ra thiếu máu não, làm ngất xỉu. Vì vậy, người già khi ngồi ghế tựa không nên ngửa cổ quá mức về phía sau. 6. Không nên thắt dây lưng quá chặt. Vùng bụng quanh dây lưng là nơi gần dạ dày, ruột non, ruột già, trực tràng và hậu môn. Dây lưng mà thắt chặt quá sẽ chèn ép các mạch máu bụng, cản trở máu lưu thông. Đoạn trực tràng gần hậu môn có thể dễ bị lòi ra ngoài khi đi đại tiện, mà ta thường gọi là lòi đom. Dây lưng thắt chặt
Dạ dày, ruột non luôn ở trạng thái chịu sức ép ảnh hưởng xấu đến tiêu hóa. Vì vậy, không nên thắt chặt dây lưng, mà tốt nhất là dùng dây đeo quần qua vai. Tiếng Pháp họ gọi là bretelles. Bình thường ở nhà chỉ nên mặc quần dây thun, không nên mặc quần âu. Cứ phải thắt dây lưng, làm bụng luôn bị gò bó. 7. Khi đi đại tiện, không nên rặn quá mức. Táo bón là hiện tượng thường gặp ở người già. Tâm lý khi đi đại tiện, không ai muốn ở lâu trong nhà vệ sinh, nên thường muốn rặn mạnh để đi cho nhanh. Nhưng nếu rặn quá mức, mặt đỏ gay gắt, rất nguy hiểm. Các khảo nghiệm về y học đã cho biết khi rặn mạnh dễ giãn tĩnh mạch ở hậu môn, gây chảy máu. Nhưng điều quan trọng hơn là huyết áp sẽ tăng, có thể dẫn tới tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Để đỡ phải rặn khi đi ngoài, người già cần ăn nhiều rau quả, chuối, khoai, uống nhiều nước để chống táo bón. 8. Không nên nói nhanh, nói nhiều. Một số nhà khoa học Mỹ phát hiện khi ta nói chuyện bình thường, dù chỉ là chuyện vui nhẹ nhàng, các tế bào trong cơ thể vẫn chịu tác động và ảnh hưởng tới huyết áp. Thử nghiệm khoa học với 100 người, mỗi người đọc 2 trang tài liệu với tốc độ nhanh chậm khác nhau. Kết quả cho thấy người đọc tốc độ vừa phải thì huyết áp, nhịp tim bình thường. Người đọc quá nhanh, đọc liến thoáng thì lập tức huyết áp tăng, nhịp tim tăng. Nhưng khi đọc thông thả trở lại, huyết áp, nhịp tim lại giảm xuống. Qua đó ta thấy người già nên nói ít, nói chậm thì có lợi cho sức khỏe. Những cụ nào bị bệnh tim mạch, bị huyết áp càng phải nói chậm, nói ít. 9. Không nên xúc động. Đối với người già, mạch máu đã lão hóa, nếu xúc động mạnh, quá giận dữ hoặc quá vui, dễ bị nhồi máu cơ tim và đứt mạch máu não. Do đó, người già không nên xúc động, tránh mọi sự tức giận, buồn phiền, mà cần sống thanh thản, hòa nhã, vui vẻ, bỏ qua hết mọi chuyện ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe. Có một câu nói rất hay: đừng để chết vì thiếu hiểu biết. Vì thật ra đã có rất nhiều người chết vì thiếu hiểu biết, kể cả những người còn trẻ. Qua sự hiểu biết ít ỏi của bản thân, qua kinh nghiệm của cuộc sống và qua tham khảo các tài liệu y học mới nhất của nước ngoài, mong rằng với bài viết này của bác sĩ sẽ giúp các bậc cao niên sống lâu hơn, sống khỏe hơn, sống vui mỗi ngày, tăng thêm tuổi thọ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa nghe bài chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Văn Đức. Qua bài chia sẻ này, chắc chắn rằng mọi người trong chúng ta sẽ cập nhật thêm những hiểu biết, những kiến thức nhất định để phòng ngừa và chăm sóc những người cao tuổi trong gia đình một cách tốt nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.